Hey, chào các bạn nha. Rất nhiều bạn hỏi là chị ơi có cái mai bonsai mini bé không? Bé nhất có thể mà nhìn gốc nó đẹp ý. Cái này thì bé này. Thế này trồng một cái cốc ý. Nhưng mà được cái là cái lô mai này là của mình là lô mai cánh cúc mọi người nhá. Đây này, lô mai cánh cúc nụ này. Nụ rất to, bông kép nhiều lượt. Màu sắc rất đẹp và bắt mắt. Vào điện thoại này nó còn sáng hơn ấy. Rất là size nụ nhá. Cái lô hàng này nó bé mà nó rất là yêu luôn. Nụ rất là sai và xanh nụ hết rồi. Những cái nụ nhỏ này là xanh hết rồi này. Nó chóc vỏ trấu rồi, rồi nó lớn như thế này, rồi nó lại lớn như thế này. Đấy, rất là nhiều nhá. Nhà mình ở đây còn khoảng 200 cây mai mini xinh xắn này. Từ sáng giờ khách vào đây chọn rất là nhiều này. Rất thích các cái thế này này. Thế bé như này thôi, nhưng khi người ta trồng lên cái chậu thì nhìn nó để trên bàn nó lại có một cái độ đẹp riêng biệt của nó mà các cây mai to không có được. Đây là mai mini bonsai của nhà vườn Đạt Nhung nhá. Nhưng mà nó lại là cánh cúc mọi người nhá, không phải là mai rảo cánh đơn đâu ạ. Nên là cực kỳ đẹp. Ai lấy thì báo sớm nhá. Đó, thế dáng buồn cười lắm, rất là yêu này. Cái này dưới gốc lại còn ba càng lên nữa này. Ngả nghiêng này. Đó, nó ngả nhá. Quay như này là nó nghiêng như thế này này. Có cây thì đứng hoặc là hơi đổ, thế hơi đổ này. Gốc xoắn này. Đây. Gốc này rất là khủng khoằng này. Này, rất là yêu nhá. Cái lô này nhà vườn Đạt Nhung xả hàng, ai bán mà trưng bày Tết ý thì lấy rất là đẹp này. 85.000 một cây. Xuất đơn từ 30 cây nhá. Nhà mình còn 200 cây nữa thôi. Cánh rất là đẹp. Có những cây bé xinh xắn và có những cây to cũng đẹp. Nó là mini mà. Để mình chụp vài kiểu ảnh cho mọi người xem nhá.